Đây trong công ty vui tươi phấn khởi, hân hoan cả nước nói chung, xã Tài nói riêng đang hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày mà cả xã hội có tấm lòng trân trọng tôn vinh cao cả đối với nhà giáo. Chúng ta ai cũng có một niềm tin yêu của một thời thơ của nhà trò, cũng đang suy nghĩ về thầy cô giáo kính mến của mình với lòng biết ơn sâu đậm và niềm tôn kính vô hạn. Hôm nay Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cát Tài lên trận tổ chức lễ tiệc mạch tọa đàm nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982 20 tháng 11 năm 2022, nhằm để tôn vinh ghi nhận công lao và sự đóng góp to lớn của các thế hệ thầy cô giáo đối với sự nghiệp cầu nguyện của xã nhà trong suốt 40 năm qua. Đó là lý do của buổi lễ tiệc mạch hôm nay. Về những buổi tiệc mạch và tọa đàm hôm nay, tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Khắc Hưng, huyện Hưng Nguyên, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Phú Cát. Trân trọng kính giới thiệu ông Hồ Nhật Liên, huyện Lý Nguyên, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Trân trọng kính giới thiệu ông Đinh Minh Quyền, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã. Ông Nguyễn Bá Quang, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Trân trọng kính giới thiệu ông Trần Tiến Tấn, thường vụ Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể của xã, ban giám hiệu, cán bộ công nhân viên chức, quý thầy cô giáo hiện đang công tác tại quỹ hưu của các trường trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo, quý thầy cô giáo hiện đang công tác các trường ngoài địa phương nhưng cư trú tại xã Cát Tài cũng có mặt trên buổi lễ hôm nay. Kính mời ông Nguyễn Bá Quang, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lên phát biểu. Trân trọng kính mời.
thư đồng ý Hồ Kiều Liên, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo và cán bộ nhân viên nhà trường thân mến. Trong không khí hân hoan phấn khởi của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, ngày cả xã hội với tấm lòng tấm cảnh tôn vinh ghi nhận công lao cao cả của các thầy giáo đối với xã hội với tất cả tình cảm sự tri ân sâu sắc, hôm nay xã nhà tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban hoạt động tổ quốc Việt Nam xã Tân Tài xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy giáo cô giáo, cán bộ viên chức đã và đang công tác giảng dạy trong các trường lời chào trân trọng, lời chúc mừng lòng nhiệt nhất, chúc quý thầy giáo cô giáo cùng toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục xã nhà. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy giáo cô giáo, trong những năm qua sự nghiệp giáo dục xã nhà có những bước chuyển biến tích cực và được đạt được những thành tích đáng tự hào của là cả ba cấp hạt đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đội ngũ giáo viên không ngừng lớn mạnh, thầy giáo cô giáo đã nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, là những người hội tụ phẩm chất trí tuệ, sự tận tâm trách nhiệm và tình yêu đối với sự nghiệp trong người, là những bông hoa đẹp chúc mừng trường hoa đẹp. Thay mặt đảng ủy, chính quyền xã, với tình cảm cá nhân là một người đã từng là phụ huynh học sinh, từng là một thầy trò, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đối các thế hệ thầy giáo cô giáo đã và đang công tác trong và ngoài xã, những người gánh vác sự nghiệp hết sức quan trọng của một người cao quý, nhất là về chồng người. Kính thưa quý thầy giáo cô giáo thân mến, từ xa xưa ông cha cha đã có câu: con ơi nhớ lấy lời ơn cha nghĩa vị, công thời vô quên, hay muốn sang thì phải cầu nhiều, muốn con hãy giữ phải yêu lấy thầy. Truyền thống tốt đẹp ấy đã tiếp nối qua các thế hệ họ xém trong một thời đại đặt mạch nguồn về mỹ nuôi dưỡng tinh thần vững mạnh coi trọng giáo dục của nhân dân. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự hiểu biết khát vọng và tầm nhìn lớn lao sâu sắc về giáo dục. Tôi chỉ có một ham muốn tổ quốc là làm sao cho đồng bào ta ai cũng có cô men áo mặc, ai cũng biết học hành. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Người đã khẳng định không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế xã hội. Trong suốt những năm qua, đảng và nhà nước ta luôn coi trọng giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục như đầu tư trang thiết bị dạy và học, đầu tư công nghệ thông tin, xây dựng các trường học, lớp học, năng lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Tất cả được các cấp học, học sinh của chúng ta đạt được nhiều giải thưởng cao quý trong các kỳ thi giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Những thành tựu đó góp lớn cho đội ngũ quý thầy giáo, cô giáo. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, gần 2 năm qua đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đối mọi mặt của đời sống xã hội. Giáo dục và đào tạo là một những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch này, nhưng ở đây cũng chung là cú hích để chúng ta thay đổi tư duy, quản lý, phát huy sáng tạo trong mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội, nâng cao khả năng thích ứng và hoàn cảnh mới là cơ hội thách thức, không phải chuyển đổi số. Đổi mới trong giáo dục có thể nói trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu, ngành giáo dục mà là trong đó quý thầy giáo cô giáo chính là lực lượng nòng cốt tại
chủ động, linh hoạt, biến đổi sang phương thức dạy học trực tuyến. Nhiều thầy cô giáo đã có phương hướng sáng tạo, tìm mọi cách để đưa bài học kiến thức đổi mới học trò, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà trường đã tổ chức công tác kỳ thi nghiêm túc, an toàn và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch được dư luận đánh giá cao. Thay mặt đảng ủy chính quyền xã, tôi xin trân trọng và biểu dương những thành tích và nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách của đội ngũ giáo viên trong toàn xã. Quý thầy giáo cô giáo đã khắc phục những khó khăn thách thức để học tập, để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn ngay cả khi dịch bệnh ở thời điểm đang hiện nay. Quý thầy giáo cô giáo và nhà trường đã biến nguy cơ thách thức thành cơ hội và động lực để đổi mới giáo dục một lần nữa. Xin chia sẻ với những khó khăn thách thức của quý thầy giáo cô giáo trong thời gian qua. Xin cảm ơn tri ân sự cố gắng cùng nỗ lực tâm huyết của quý thầy giáo cô giáo. Xin chúc mừng quý thầy giáo cô giáo, chúc mừng các trường đã hoàn xuất sắc nhiệm vụ kép. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy giáo cô giáo, hiện nay chúng ta đang thực hiện quyết liệt các giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục để tất cả các cấp học với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển nhân cách đạo đức tính sáng tạo của học sinh. Như vậy chúng ta cần lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy giáo cô giáo làm động lực để thực hiện thành công phương châm lấy học sinh làm trung tâm. Trong quá trình đó yêu cầu là phải học tập thi thật nhân tài thật. Năm học 2020-2023 tuy do mức quan trọng đối với việc xây dựng cơ chế chính sách khám chữa những phép tạo hành lang pháp lý có đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo yêu cầu nghị quyết trung ương 29 của trung ương, qua đó tạo sự chuyển biến về chất lượng đào tạo cơ sở hoàn thấp, đồng thời huy động nguồn lực xã hội thúc đẩy hội nhập quốc tế. Cũng là nét học tất cả ba cấp bậc đạt chuẩn quốc gia loại ba là một điều rất mỹ quan mà tất cả những thầy giáo cô giáo cũng như giáo viên trong nhà trường giáo dục đều đang thực hiện sứ mệnh mỹ quan và đáng tự hào. Tôi kêu gọi các ấp, các ngành, mọi người, mọi nhà, mọi bậc cha mẹ cùng chung tay sáng tác với nhà trường, với những thầy giáo cô giáo trong sự nghiệp đồng người. Việc giáo dục con người không phải là việc riêng của một ngành giáo dục, của quý thầy giáo cô giáo. Mọi người trong chúng ta luôn là một người học trò,